Chi, Quan Huy, Xuân Dứt, SG MOFG, We in the hood. Trong khu tớ sống nếu cậu khét tớ có câu ca. Đây phường láng thượng nhiều trẻ nhỏ và các cụ già. Trẻ con thì khôn ngoan, ra đường thì an toàn. Ai cũng ngoan ngoãn, đã là bạn thì chúng mình ngang hàng. Trong khu tớ sống nếu cậu khét tớ có câu ca. Đây phường láng thượng nhiều trẻ nhỏ và các cụ già. Trẻ con thì khôn ngoan, ra đường thì an toàn. Ai cũng ngoan ngoãn, đã là bạn thì chúng mình ngang hàng. Xe chốt và pháo là ông nội tớ dạy tớ chơi cờ. Đọc sách đèn sáng nếu không muốn bị mắc cận hơi mờ. Nhìn chú công an, bọn tớ khoanh tay lễ phép chào. Hẻm nhà tớ ở, chỉ người ngoan thì mới được phép vào. Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay, việc tớ làm cũng như mọi ngày, bạn Xuân Rít đã thấy. Back to my class, đi học là niềm vui. Dù đôi khi bài tập quá nhiều tớ vẫn thấy học là niềm vui. Ghét bị mũi cắn nên nếu tớ đụng là đập. Sách vở nằm trong cặp, trong cặp thủng và thấp. Lúc nào xong bài tập uống nước ngọt cũng bay nắp. Các bạn so học giỏi thì đến đây thì tớ chấp. Mẹ đã bè màu xanh, xanh. Mẹ đã bè màu xanh, xanh. Mẹ đã bè màu xanh, tớ có cái mẹ đã bè màu xanh. Tính mẹ đã bè màu xanh, xanh. Mẹ đã bè màu xanh, xanh. Mẹ đã bè màu xanh, tớ có cái mẹ đã bè màu xanh. Lo hết các cậu chẳng cần vui thời vui đê. Ông bà nội tớ lo hết các cậu chẳng cần chơi thời chơi đê. Ông bà nội tớ lo hết dầu đã ăn thôi ăn đê. Ông bà nội tớ lo hết dầu quá chơi thôi chơi đê. Băng qua mưa rơi trên con xe hơi ông bà nội tớ lo. Đưa anh em sang bên Cô Tô chơi ông bà nội tớ lo. Way Alpha cậu thích tớ alo ông bà nội tớ cho. Ông bà nội tớ cho yeah ông bà nội tớ cho. Tớ đi học mà tớ bị trêu chọc ông bà nội tớ lo. Tớ yêu bố mẹ tớ nhưng tớ thích ông bà nội tớ lo. Tiêu xài không xin thêm money là ông bà nội tớ ho. Ra đường thấy ăn xin truyền thống gia đình nhà tớ sẽ bo. Đeo khăn đỏ mặc áo trắng sơi viên chân đi bê tỉ. Thích đạp xe đi học ai cũng biết tớ là Ricky. Cuối năm học sinh giỏi cô khen là nhà tớ chất thiệt. Nhà tớ chất thiệt yeah nhà tớ chất thiệt. Tớ ký tặng fan 2K3 hai bàn tay. Đội mũ đón bạn ấy đi ăn bún đậu hàng khay. Rồi mình ngồi uống chè ở hai con run hồ Tây. Ra chợ hôm mua vải cộng 1 mét tớ cả cây. Dùng 3G xe web 200 một tháng căng. Thống nhất mini flex tập xe đạp khi còn trẻ măng. Chuyên gia giải toán giúp các bạn từ sáng đến đêm. Nếu cậu thích chơi game tớ khuyên cậu đừng làm gamer. Học xong bài mới chơi cơ. Tớ là thiếu gia ngốc nghếch yeah yeah ngốc nghếch giàu. Tớ là thiếu gia ngốc nghếch yeah yeah ngốc nghếch giàu. Tớ là thiếu gia ngốc nghếch yeah yeah ngốc nghếch giàu. Tớ là thiếu gia ngốc nghếch yeah yeah ngốc nghếch giàu. Sáng ngồi cà phê ở Aha bạn tớ mang ra banana thực hiện 5K ngồi ra xa. Hai đứa cùng nhảy cha 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 luôn luôn nghe lời của mama. Nhìn thấy Zigon ở xa xa một quy bảo đang chạy qua qua. Bọn tớ gặp mua xăng cho bên tớ lái xe lít. Đi mua cho bọn tớ trái tên hít. Trên đường đi chỉ thấy cái xe buýt. Gặp nhân viên mà ưng cái service. Mấy bạn ghét thì tớ không tính tiền. Việc quan trọng là phải giữ lấy chính kiến. Luật đề ra thì không ai được lách. Không được live stream giống như Dương Minh Tuyền. Thôi bạn bớt bớt đi. Lên xe. Yeah. Big sister. Đừng giả nai giải phương trình mò nhừ cả vai. Vân hai kiều anh chí phèo cảm thụ văn tớ xử cả hai. Tiết toán hình lớp chúng mình Tuyết Thắng Minh đã biết bán kính. Cô giáo Linh dạy theo giáo trình tính chu vi đường kính tam inch. Học xong về nhà chào bố mẹ chào ông chào bà. 1 2 3 pepperoni mẹ thưởng bánh pizza làm quà. Học xong ra bố cho hộp bút chỉ công pa. Phải học chăm để mai lên lớp lịch sử không thêm bớt học thuộc để mai đi thi cô khen. Giờ giỏi rửa rau nấu cơm không để bố mẹ chờ lâu. Đồ đã gọn gàng biết để ở đâu. H2O trong bát ô tô điện phân ra HHOO. Có chút rối ren bạn học nữ mình vừa mới quen. Ngày mai mặt trời mới lên đến trường nhất định nói chuyện với em. Oh. Solo la cosa, andiamo a fare.